Bắt đầu từ tuần này, các đơn vị thuộc và trực thuộc ngành tài chính đã tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Và sáng ngày 14 tháng 12 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã dự và chỉ đạo hội nghị của vụ tổ chức cán bộ. Tại đây, Bộ trưởng Hồ Đức Phước nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc quản lý cán bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của Bộ Tài chính. Năm qua, vụ tổ chức cán bộ, đơn vị đã chủ động nghiên cứu tham mưu bộ, ban hành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn, tổ chức kịp thời theo đúng tinh thần chủ trương của Đảng, Nhà nước, đảm bảo tính thống nhất, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động của từng cấp đơn vị trong ngành, đáp ứng được yêu cầu quản lý của Bộ Tài chính. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Hồ Đức Phước cho rằng vai trò vị trí của vụ tổ chức cán bộ hết sức quan trọng. Bộ trưởng nhấn mạnh, nếu muốn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao thì cần làm tốt các nội dung quản lý cán bộ. Vụ tổ chức cán bộ cần chủ động nghiên cứu, tham mưu trình bộ trong tuyển chọn, tiếp nhận cán bộ, công chức. Việc đề bạt, điều động, bổ nhiệm phải đúng người, đúng việc. Ngày 13 tháng 12, Cục Quản lý Giám sát Chính sách Thuế, Phí và Lệ phí tổ chức tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Năm 2023, Cục đã hoàn thành 51 đề án, chính sách thuế, phí, lệ phí, trình cấp có thẩm quyền ban hành trong năm 2023, được đánh giá kịp thời, chất lượng, hiệu quả, được cộng đồng doanh nghiệp, người dân đánh giá cao. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh nhiệm vụ trong năm 2024 của Cục là hết sức nặng nề. Do đó, đơn vị phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung xây dựng để trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội các đề án văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Quốc hội như dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, dự án luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn năm 2024. Ngày 11 tháng 12, hệ thống kho bạc nhà nước đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tuyến. Nhiệm vụ năm 2024 đặt ra đối với hệ thống kho bạc nhà nước là hết sức nặng nề. Để hoàn thành tốt và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước đề nghị các đơn vị địa phương sát sao, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong ngành tài chính, tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu và ngân sách, chấp hành nghiêm túc kỷ luật kỷ cương trong quản lý tài chính, kiểm soát chi ngân sách nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời điều hành ngân quỹ chặt chẽ, linh hoạt, đảm bảo khả năng thanh toán của ngân sách nhà nước tại mọi thời điểm ở tất cả các đơn vị kho bạc nhà nước trong toàn hệ thống. Cũng trong tuần, Thời báo Tài chính Việt Nam, vụ hợp tác quốc tế thuộc Bộ Tài chính đã tổ chức tổng kết công tác năm 2023. Đánh giá chung, các đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023, trong đó có nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành vượt mức kế hoạch, góp phần vào thành công chung của ngành tài chính năm qua.